vậy sao nói được? Rõ ràng từ nãy tới giờ có mình anh cầm cái lọc này, tôi khoe con chim quý của tôi cho anh con, bởi bây giờ nó bay mất tiêu, anh nói là không biết là sao. Thì tôi cái chuyện mà lồng chim của ông á, anh đừng có cái lồng chim á, bây giờ tôi nói chuyện cái con chim chứ không phải tôi nói chuyện cái lồng chim. Rồi thôi được rồi, bây giờ coi như là tôi vô tình đi, tôi làm là sổng cái con chim quý của ông đi, thì mất thì thôi cũng đâu có gì quan trọng, mình mua con khác. Tôi với ông không lẽ là tình làng nghĩa xóm rồi không quan trọng bằng con chim sao? Anh nói vậy mà anh nghe được. Tôi hỏi anh nè, nếu như bây giờ tôi qua nhà anh, tôi lỡ vô tình làm chết hết cái đám cá nhà anh chịu được không? Anh nói vậy. Ê ê, ông nói vậy là không có được à Nga. Nga, con cá là nó nằm trong ao trong chậu, mắc mơ gì tự nhiên nó chết, chỉ ông cố tình ông giết nó thôi nha. À, càng nói là càng lòi ha. Cố tình đúng không? Như vậy là anh cố tình, con chim nó tu trong lòng mắc mớ gì nó bay được, anh cố tình mở cửa cho nó bay đi, đúng không? Lớn chuyện rồi. Từ đó tới giờ chưa bao giờ cô thấy hai người đàn ông này lại cãi nhau lớn tiếng đến như vậy. Trời ơi, không càng là có khi đổ máu đó. Người ta nói á, nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí mà. Dù có lớn chuyện tới đâu thì ba con với lại chú Huy cũng chưa có bao giờ lớn tiếng với ai hết đó. Cái nết này là nết của cá mập với chim đại bàng á. Bà dở hả? Ừ. Còn cãi nhau vì mấy con chim nữa chứ. Ba ơi là ba. Ba con á, nuôi chim sẻ mà tâm đại bàng. Còn cái ông kia nuôi cá lê thia mà trí của cá mập. Rồi thôi được rồi. Bây giờ vậy, tình cảm làng xóm nhau giữa tụi ông chấm dứt từ đây. Hả? Ai? Cái gì vậy? Cái gì? Trả đây. Ờ, của ông. Trả đó. Nói được thì làm được nha anh Huy. Bày chim nha anh Huy. Cắt đứt nha anh Huy. Tức nước thì dở bò thôi. Cứ gì đâu mà rình. Ba con, tụi ai ba luôn còn hai. Vậy là lớn chuyện lắm rồi đó. Bây giờ sao ta? Chắc là phải nhờ hai người đàn bà quyền lực của hai gia đình giải quyết chuyện này mới được. Đừng có giải thích dài dòng nữa. Bây giờ tình cảm của cô với tôi coi như chấm dứt. Chấm dứt thì chấm dứt, tôi cũng không rảnh đâu mà nói thêm cho mắc mệt. Tôi nói thiệt với cô nha, tôi không ngờ tôi lại bị đâm sau lưng như vậy. Trời ơi, tôi tin tưởng cô quá mà. Uổng công tôi coi cô là bạn thân của tôi. Đó, bây giờ tôi bị đâm như vậy đó, cô nghĩ có đau không? Tôi đau chứ. Đau kệ chị, trời ơi, tôi cũng tức quá mà. Tôi coi chị như người trong gia đình. Tại sao chị không tin tôi mà chị đi tin người ngoài? Trời ơi, chị làm như vậy là xấu hổ cho tôi quá rồi. Cái gì vậy trời? Ở bên kia thì hai ông chồng chém nhau, ở bên này hai bà vợ chọn nhau. Bây giờ cô nói chuyện với tôi kiểu đó nữa hả? Trời ơi, chị muốn tôi nói làm sao? Tôi nói đúng quá mà. Đúng cái gì? Trời đất ơi, tức quá. Tôi kênh chị á, tôi kênh chị. Tôi là con lớn tuổi hơn cô đi. Sao cái thái tụi mình là sao? Thoải mái. Thì một cái thằng tụi mình nè. Dạ khoan, bây giờ vậy nè. Hai người á, bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói, hai người nữ đáng kính của đời tôi. Làm sao mà từ từ được? Bực lắm rồi. Đó còn cái thái độ là trời. Cô chống lạnh tôi biết chống lạnh đâu, tôi chống tính nách luôn nè. Ở đâu mà chống lạnh với tôi là? Bữa nay nha, không mua bán gì hết. Bà đi về luôn cho tôi. Được cái gì vậy? Tự nhiên chống lạnh nào? Bắt trước tôi hả? Cái gì vậy? Tự nhiên chuyện có hai người mà liên quan gì đến tôi đâu. Bà Trúc à, thật ra cái chuyện gì mà bà nói á, tôi nghĩ chắc là bà lỡ miệng bà nói với tôi, rồi cái tôi cũng lỡ miệng tôi nói với ai đó, rồi cái ai đó lỡ miệng nói với ai đó nữa. Chứ thiệt ra cô Lan nó không có nói gì đâu, có biết gì đâu mà nói. Tôi làm chứng nè. Thôi, khỏi cái binh vực cho người ấy ha. Bà làm với tôi bao nhiêu năm, tính nết của bà sao tôi rành lắm. Ba là người ngay thẳng, chứ không phải mà sốc hai ba mặt như ai kia. Nhiều khi cũng không có thẳng lắm đâu. Ok, nếu như chị đã nói như vậy thì tình nghĩa hai gia đình chấm dứt tại chỗ này. Ôi đi về. Chị hay tính sao thì tính đi. Vậy đi. Khỏi tưởng chia tay sớm bắt đầu khổ. Ví dụ gì vậy? Dù gì cái gì? Chú bà, tôi nói chú biết nha. Chú tính với nhà bên đó sao thì tính đi nghe. Tôi không muốn gia đình mình dính líu tới gia đình bên đó nữa. Trời ơi. Ủa? Không muốn gia đình mình dính líu tới gia đình bên đó nữa. Ủa, là cái nụ gì tôi á hả? Chị có nghĩa là tôi với chị là không có cơ hội làm việc chung với nhau nữa. Thì là tôi với chị không gây gỗ với nhau nữa hả? Vậy là mình không có lý do gặp nhau để gây nữa hả?
Chuyện lớn rồi bố hai ơi. Chuyện lớn hả? Chuyện gì? Trời ơi, cô hai này cũng không nói hai đứa là cái gì mà chạy như là ăn cướp vậy hả? Làm như là cháo nhà vậy. Cô hai ơi, chuyện còn lớn hơn cả cháo nhà nữa cô ơi. Lớn hơn cả cháo nhà nữa. Trời ơi, chuyện gì vậy? Dạ, chị làm nói đi. Này nói cho nó lẹ, kia nó dẻo lâu lắm. À, cái chuyện đó là ba con với là thôi con nín luôn đi. Bên này. Dạ. Bình tĩnh nói, tập trung tư tưởng, kể từ đầu chưa có hai nghe. À bà không, con kể khúc giữa thôi. Con mà kể từ đầu là tới sáng mai cô hai mới nghe hết chuyện đó. Kể khúc giữa, chuyện gì xảy ra? Dạ, ba với mẹ cấm con với anh không có chờ. Dường gì con nói tiếp, dường đi nhức đầu quá. Dạ, ba với mẹ con cấm con với chị Yến không có được qua nhà Rô Phi chơi nữa. Dạ. Ba mẹ con. Dạ. Cấm hai đứa không cho qua nhà chơi với Rô Phi nữa. Dạ đúng rồi. Chợ lớn chuyện rồi. Dạ, lớn chuyện còn hơn cái nhà luôn á. Dạ. Một trai tôi xin tuyên bố, kể từ giờ phút này Rô Phi không được giao du với con Yến con Quanh ở bên nhà ông Dũng nữa. Luôn chở chú ba. Đúng. Phải đồ an tuyệt của gia đình bên đó. Chấm hết. Chị hai. Cái gì? Không riêng gì tụi nhỏ đâu. Chị cũng vậy. Tại sao em không muốn chị qua lại với nhà đó nữa? Anh chị đừng có quá độc tài. Chuyện anh chị gây lộn với gia đình người ta có liên quan gì em với tụi nhỏ đâu. Tụi em muốn giao du với ai là quyền của tụi em. Anh chị đừng có ngăn cản. Dám trái lời của mình á, bỏ quên. Chú không nghe lời tôi đó. Tôi tịch thu cái mắt kiến chú. Chú ra đường chú bỏ đường chú đi đó. Lớn hơn cái nhà nữa. Mẹ, chú quen với ông Huy với lịch chuyện của hai người thôi. Tự nhiên liên quan đến cái chuyện của các liên quan lại đó chứ. Chị nói như vậy là chị còn muốn qua lại với ai bên cái nhà đó nữa mà. Thấy rõ ra. Có muốn qua lại với ai đâu. Ý chị nói là công việc chị đi làm là nghĩa vụ, là quyền lợi thiêng liêng của chị, phải để cho chị đi chứ. Thôi đi, chồng em nói đúng rồi đó chị. Kể từ hôm nay nhà mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Cái gì? Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chị hai cứ nghỉ việc ở nhà đi. Nhưng chị không ăn rau, chị không ăn cháo. Chị ăn thịt bò, chị ăn bún bò ấy. Chị nói rồi, chuyện của chị á là chuyện của chị, không có liên quan gì tới hai người á. Chồng ơi, em cảm thấy buồn ngủ rồi. Đi vô phòng ngủ cho bớt bực mình đi. Đi. Phòng ngủ á chồng. Cô hai với chú ba có biết à, khó khăn lắm con với Phi mới trốn ở đây được không? Đúng rồi đó. Bây giờ Rôi lại Quanh đang phải ở nhà để đánh là hướng ba má, để cho tụi con ở đây với lại cô chú. Bây giờ cô chú tính sao đây? Nè, chẳng qua là cô đang lo sợ cho tụi con phải đánh mất tình cảm đã khăng khích từ thuở thơ bé thôi. Chứ còn cô hả? Đơn giản thôi mà, không làm chỗ này thì mình làm chỗ khác. Thật ra có mười mấy công ty mời chú ba đi làm quản lý mà chú ba không chịu. Ôi rồi, hai người bộ tính tay này sẽ nghe luôn hả? Cô hai với chú ba gặp nhau làm việc mỗi ngày, giờ vậy bổn buồn sao? Không hề. Không hề. Người xưa đã cho chúng ta một bài học. Khi mà hai nước đang giao tranh căng thẳng thì kết hôn. Kết hôn có thể giúp cho chúng ta bớt căng thẳng. Kết hôn? Ý ông nói là cưới nhau á hả? Đúng rồi. Bà không thấy hồi xưa hả? Lúc mà hai nước đang chiến tranh thì nhà vua sẽ đem công chúa của mình để gả cho hoàng tử của nước bên kia. Lúc đó hai nước sẽ không còn chiến tranh nữa, dân chúng sẽ được hưởng thái bình. Nhưng mà con với con Quanh, đứa nào sẽ hy sinh làm công chúa đây? Đúng rồi, nhưng mà ai sẽ làm cái người quan trọng đó? Đó. Ê, tôi mới có 19 tuổi, chưa có nếm trải sự đời, tôi không có làm đâu nha. Còn tôi á hả? Tôi thì càng không hợp để làm chồng thủy. À, chú ba. Hay là chú ba làm chồng thủy nha. Đi nghiệp lớn đi chú ba. Không, chú ba ghét cái thằng đó lắm. Chú ba không bao giờ là người ăn cắp nỏ thần đâu. Đúng rồi đó. Bởi vì ông mà làm chồng thủy thì cũng chẳng có con điên nào mà chịu hy sinh làm Mỹ Châu đâu ha. Con với ai? Hả?
đùa không có vui nha. Cô đã thề trước ông bà tổ tiên rằng cô sẽ đơn thân độc mã tới suốt đời, không bao giờ cô lên xe hoa vì một gã trọng thủy mơ màng nào đó. Thề nhiều lần quá rồi, tổ tiên là chứng giám cho. Ông trời, em làm cái gì vậy hả? Em không biết là tim chỉ chút xíu nữa là nhảy ra ngoài đi chơi rồi không? Chị tính đi đâu? Em đã nói là chị không được đi làm mà. Nè, chị cũng phải có cuộc sống riêng của chị chứ. Chị á, là chị của em chứ không phải là con gái của em đâu nha. Chú à, giờ này chú đi đâu vậy? À, anh Sơn anh nói là cửa hàng ảnh á, nước ngoài về giảm giá 50%. Em tranh thủ qua mua nha anh hai. Chú nghĩ sao vậy? Bà Hậu á, là chị của chú cho nghỉ, bây giờ là thiếu người, cái công việc nó nhân đôi lên. Chú bỏ quán chú đi làm sao? Trời, sao tự cho người ta nghỉ gì? Nhưng mà hôm nay sao người ta tự nhiên cái lên tiếng ta? Tôi thấy mọi hôm ở quán rồi là làm như là chú cũng đâu ưa gì bà, ghét bà lắm mà. Sao hôm nay lên tiếng thắc mắc vậy? Người ta là khắc khẩu chứ không phải không có ưa. Khắc khẩu nữa. Yên tâm đi, anh chị không có để công việc chú mà phải là ngập đầu ngập cổ đâu. Có chuẩn bị là tuyển nhân viên mới là phụ với chú rồi. Bây giờ nếu chị muốn đi thì chị phải bước qua xác chết của em trước đã. Nè. Dạ. Nằm xuống đi cho dễ bước. Dạ. Ủa gì kia vậy? Chứ sao hả? À, dừng lại. Tính nè. Cái gì nữa đây? Em nói cho chị biết, nếu như chị bước qua xác chồng em mà chồng em không mệnh hệ gì thì chị phải chịu trách nhiệm đó. Nè, hai đứa này tự nhiên khùng cả cặp vậy. Để chị đi làm chứ, ăn ở không hoài sao được. Thôi, chị đừng ngụy biện nữa. Chị nhớ ông Ba Hoàng chứ gì? Ờ thì vô lý. Tự nhiên sao lại phải nhớ thằng cha đó chứ. Trời ơi, hai đứa làm sao vậy hả? Chị đã nói rồi, chị phải có cuộc sống của chị, chị phải có công việc của chị. Ăn ở không gì hoài sao được? Người ta đã nói với chị như vậy rồi mà chị vẫn đi làm, chẳng khác nào chị mang cái mặt của thằng em chị dục vô thùng rác luôn đi. Đúng. Chẳng có lý do gì chị phải nghe lời hai đứa hết. Chị sẽ sống cuộc sống của chị không quan tâm hai đứa nữa. Đi luôn. Đây nè. Em thấy nhân viên mới làm không kỹ lưỡng bằng con Hậu đâu. Với lại mới vô họ làm biến lắm. Sao không kỹ? Trẻ tao làm tốt hơn. Trời ơi, chẳng lẽ anh chị không muốn em có vợ hả? Có lẽ nè. Thì chú có vợ chứ mắc mới gì bà Hậu đâu. Chú có ơi bà đâu thì cái chuyện mà chừng nào muốn có vợ nói tôi cho chú lấy vợ. Mắc sống á. Rồi, anh đâu hả? Đâu nữa? Nhà đang ở cạnh nhà tôi, cách nhau một dầu mỏng tay xanh rừng. Sống giữa cô đơn, nàng như cùng có một nỗi buồn giống tôi. Gia đừng có dầu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Không phải tại cái dầu mồng tơi đâu, tại ba má tụi con hết trơn. Đang yên lành tự nhiên đuổi người ta đi. Người ta? Ý của chú ba, người ta là ai hả chú ba? Con đừng có giả bộ. Chú biết là con cũng có cảm tình với con bé Oanh mà đúng không? Nhưng mà đâu liên quan gì đâu chú. Con thấy tình hình bây giờ thiệt thòi nhất chính là chú và con Hậu đó chú ba. Con nói gì chú không có hiểu. Chú không hiểu gì sao chú ba? Nếu bây giờ ba con mà cho chú ba về quê cắm câu thì lúc đó mới thật sự là tiêu tán đường đó.
Giờ phải làm sao con? Con thiết nghĩ mình nên thực hiện theo kế hoạch của thằng Phi đi chú bà. Được không con? Con nhỏ này làm cái gì mà ăn mặc diêm dúa như là đi dạ tiệc vậy? Trời đất ơi, con trở thành con gái từ hồi nào vậy? Dạ thôi. Thôi được rồi, con gái là tốt. Nói lại cái vụ kia con nghe coi. Dạ cô Hai ơi, ba mẹ con nó tính dọn đi chỗ khác á, nói là muốn tránh mặt, không có muốn đối diện với nhà bệnh nữa. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Muốn dọn đi là dọn đi hả? Đây là cái nhà của ông bà tổ tiên để lại, đâu phải muốn đi là đi đâu. Cô phải la cho ba con một trận mới được, không nói thì là tới. Đúng rồi đó cô, nhưng mà cô không có cần vậy đâu cô, mình có cách giải quyết êm đẹp hơn mà. Cách gì chứ? À thì giống như Phi nói đó cô, chắc cô phải trở thành Mỹ Châu. Đúng rồi cô Hai, cô phải hy sinh nhiều nghiệp lớn của hai nhà đó hả? Dạ. Đâu phải nói muốn cưới là cưới đâu. Không lẽ bây giờ cô như vậy phải muối mặt đi qua hỏi cưới thằng cha đó sao? Đương nhiên là tụi con sẽ không để chuyện này xảy ra. Cô Hai của tụi con hả, là phải hiên ngang ngồi đây thật kiêu hãnh, đợi người ta qua hỏi cưới. Cô chỉ cần gật đầu một cái rụp vậy là được. Nhưng mà biết người ta có chịu không? Cô Hai, nói vậy là cô Hai đồng ý đúng không? Chỉ cần người ta qua thì cô Hai sẽ gật đầu đúng không cô Hai? Cô Hai, mọi người ơi, thành công rồi. Cái gì vậy? Chỉ là qua xin lỗi thôi mà đem cả đống lễ vật vậy. Nhà bên đó tưởng không biết điều, quá ra biết điều ghê ha. Dạ, chào anh chị. Chào anh chị. Chào đại gia đình. Dạ. Giỏi. Ông vô chấm đề. Dạ. Chào chị. Dạ, anh chị. Chào chị Dung. Dạ. Hôm nay tôi xin mượn phép đại diện cho đàn trai. Đến đây, mời anh ly rượu. Nếu anh đồng ý uống ly rượu là coi như chấp nhận hôn lễ. Dạ. Trời đất ơi, sao con khoái đi chồng sớm vậy? Con đang đi học mà. Con cũng theo vết xe đổ của mẹ con nữa hả? Ủa chị Hai, lễ nghi người ta nghiêm túc mà chị tự tí xíu mày nhớ sức đi. Dạ thưa anh. Dạ không cần uống luôn, em đồng ý hoàn toàn. Dạ bây giờ cái nhiệm vụ còn lại chỉ là của chú bà. Ôi, đàn gái dễ dãi dữ to. Chú ba. Chú ba. Chú ba. Con sửa tóc chú ba. Tập trung. Trời ơi quá. Nói. Hậu. Will me marry you? Gì vậy? Will you marry me? Nói Hoàng nghe nè, lỗi á, làng cha này có lỗi nè, xin lỗi thì chả phải xin, mắc mớ gì mà.
Thiệt tình luôn à? Cô hai, tập người ta qua cầu hôn cô hai đó. Nhưng mà Mỹ Châu đó hả? Ừ, Mỹ Châu. Chị Hậu, đồng ý lấy em nè chị Hậu. Chú ba, cầu hôn người ta mà kêu người ta bằng chị sao được? Bà lớn hơn chú thiệt, nhưng phải kêu bằng em, hiểu không? Lặp lại. Chị Trúc, giờ huấn luyện lại chú ba nghe. Trời ơi, tôi huấn luyện ở đây hôm qua đó chứ. Hôm qua ở nhà làm ngọt sớt à, qua đây làm bể dĩa vậy đó. Xí, chứ không phải hai người cặp mặt nhau không nhìn mặt nhau hả? Đúng rồi, đang cặp đó chứ. Thì chuyện nào ra chuyện đó. Ai giận giận ai cứ hùng thu. Không, em Hậu đồng ý lấy anh nha. Đồng ý. Mi châu. Yeah. Dạ, thưa anh, như vậy là gia đình hai bên đã trở thành thông gia với nhau rồi đó. Sợ quá. Hai người từ đầu đã đồng ý tới với nhau luôn, thì tụi mình đâu cần phải cực khổ dàn cảnh diễn kịch với nhau như vậy. Đó. Dạ, anh Quyên Quyên, em có gì lỡ lời lần trước, anh bỏ qua cho em. Mọi người cũng diễn kịch thôi, tôi diễn quá nè. Trời ơi, tôi chửi là khó xả luôn. Bỏ qua đi, tôi diễn là diễn cho tớ luôn. Ra lòng cảm nghe, sống tôi thì thiệt thòi, thế ra tôi cảm rồi ai cũng chỉ biết bản thân dù ai biết như mình sẽ đi. Bài thì đã đeo nhẫn rồi, thì cô dư giá cái đóng quyền thì tôi đã xem ngày là tốt rồi. Tháng sau là mình sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày đó. Đúng chưa? Người ta nói là cưới vợ là cưới người tài. Em tưởng đâu em nhận được em giết người nằm luôn được mà chứ. Thôi đi, mấy người nghĩ mấy người là ai có hồn sắc đặt cuộc đời của tôi vậy hả? Cưới vợ là cưới liền tay, người ta là phụ nữ có giá trị, phụ nữ bắt ra với cha thì cha người ta trả cho cái phụ chứ. Sao chưa?